Thank you.
Thank you.
Ôi trời, anh mít dưới gầm à? Thank you.
Thank you.
Thôi, cơm ăn thôi. Thank you.
Đi chung đây nha. Thank you.
Mic 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 mic. Mic. Thank you.
Đây này. Ừ, nhà trong nhà cho anh nhé. Đi bán rau nhé. Anh giúp anh ăn ở đây. Non lắm tím ạ. Cái gì thì lấy lấy đó. Có này được không? Được. Cái này ngon lắm. À bố. Này trồng ngoài suối tưới được nhiều ấy. Rau non lắm. Hai bó à? Em không có túi, em cầm tay nhá. Hai bó 10.000. 10.000. Chị ơi có mua rau không chị ơi? 5.000 một bó này thôi. 5.000 một bó này thôi mà. Đây này, thích mớ nào thì lấy mớ đấy, 5.000 một mớ thôi mà. 5.000 một mớ à? Ừ. Này, dưới này vẫn còn nhiều lắm. Đây. Đây, từ từ cởi cái dây này đi. Dưa. Này mang về làm dưa ngon lắm đấy nhỉ? Làm dưa ngon lắm. Thế cho em 4 mớ đi. 4 mớ vâng. À? Mấy mớ này? 3 mớ à? 1 mớ. 5.000 một mớ, 20.000. Cảm ơn anh chứ. À, cảm ơn nhá. Em về luôn đấy. Ngon lắm. Ở dưới này vẫn còn nhiều này. Sao đẹp thế. Này 5.000 một mớ thôi mà, một bó này thôi mà. Cái này về làm dưa ăn cũng ngon. Dưa chua ngon lắm. Đấy một bó à? 20.000. À, 20.000 này. Có bù tiền. Chúng lấy thêm đi tí, này rau ngon lắm. Ba đồng chí. Cháu cảm ơn nhá. Xong hết rồi. Mấy bó nữa kìa. Lấy chọn đi bà cũng chọn bó nào cũng thế đấy. Hai bó anh cho à, còn lấy một bó à, hết rồi. Vâng, 5.000 một bó, được một bó thôi. Chờ bó nhá. Vâng vâng. À, một bó à, lại 5.000 bà. Hai bó nhá. Vâng, cháu hết rồi. Bảo lên đi mua rau. Thế ông kia không được rồi. Có để hôm nào cháu hái về cháu lại
bán cho. Ngoài kia vẫn còn đây, tao lấy một mùi đầy này bán hết. Vâng, cháu cảm ơn các ông các bà nhá. Cháu đi về đây. Ông bảo đi mua rau không mua. Nhà trong nhà cho anh nhỉ? Ừ, nói chưa? Mít anh đi đâu rồi? Cho anh em ở nhà mà về chả thấy mít anh đâu. Đi tìm mít anh về đi. Thank you.
Ha ha ha.